Người con tham lam. Ngày xưa, ở một vùng đất nọ, có một ngọn núi cao. Trên đỉnh núi ấy, có một căn nhà nhỏ của đôi vợ chồng một viên tướng già sinh sống. Hai ông bà hạ sinh được một cậu con trai. Tuy nhiên, người con này tính khí lại thất thường, hay cáu gắt và luôn cảm thấy chán nản với gia cảnh của mình. Thế rồi, giặc dữ hoành hành, viên tướng già được lệnh tức tốc lên đường chỉ huy đoàn quân giết giặc. Ngày mai lại ra trận rồi, ông nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Bảo sắp về rồi, bà và con ở nhà cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị cảm lạnh đấy. Lần này đi, không biết đến bao giờ ông lại trở về. Mẹ con tôi ở nhà thật vô dụng, vì chẳng làm được gì cho ông cả. Chỉ cần bà và con trai bình an là tôi đã mãn nguyện rồi. Còn nếu bà muốn giúp tôi thì giống như trước đây, mỗi lần tôi ra trận, bà hãy đốt một ngọn lửa trên đỉnh núi làm dấu, ở xa trường nơi mũi tên hồn đạn. Chỉ cần nhìn thấy nó, tôi vẫn biết mẹ con bà vẫn được bình an, là tôi có thể yên tâm mà đánh giặc. Rất nhanh thôi sẽ trở về. Được, tôi hứa với ông, ngày nào mẹ con tôi cũng sẽ thắp lửa chờ ông trở về. Nghe lời chồng, ngày nào người vợ cũng lên chỗ cao nhất của đỉnh núi để thắp lửa. Nhìn từ xa, ngọn lửa chỉ cháy leo lét, giống như một ngọn đèn nhỏ giữa trời cao. Nhìn thấy ngọn đèn chỉ đường ấy, cả đoàn quân như được tiếp thêm sức mạnh, trận chiến nào cũng toàn thắng. Chúng ta lại thua rồi, đúng là khốn nạn. Thưa chủ tướng, rõ ràng lúc đó chúng ta đã sắp thắng rồi, nhưng không hiểu sao chúng đột nhiên lại mạnh mẽ hẳn lên, chống trả quyết liệt. Liệu có liên quan gì đến ngọn đèn trên núi không nhỉ? Ngọn đèn nào? Dân tình đồn ầm lên rằng trên đỉnh núi ở huyện này có một ngọn đèn thiêng thưa ngài. Bọn chúng tin rằng ngọn đèn đó sẽ gia tăng sức mạnh và là dấu hiệu chiến thắng của chúng. Đèn thiêng à? Nếu thế, chúng ta phải dập tắt ngọn đèn chết tiệt đó cho chúng hết đường hy vọng. Ngọn lửa kia rồi, leo lên đó dập tắt nó đi. Có mai phục, phát hiện rồi, chạy mau. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được để chúng dập tắt ngọn đèn trên núi. Nó là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn của quân ta. Tôi rõ, thưa ngài. Con trai, trời sắp có bão rồi, con lên đỉnh núi ôm củi về nhà đi. Mẹ biết là sắp có bão, còn sai con lên đó. Mẹ lo cho con, hay lo cho cái đống lửa vô dụng trên đó vậy? Sao lại vô dụng? Đó là lời hứa giữa cha và mẹ đó. Cha con nói rồi, chỉ cần ngọn lửa còn tồn tại thì cha con sẽ yên tâm đánh giặc, rất nhanh sẽ thắng lợi trở về thôi con. Mẹ thật sự tin rằng nó có thể đem lại chiến thắng hay sao chứ? Tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Cha lúc nào cũng đi đánh trận, mà tiền lương quân thì chỉ được vài đồng, dồn hết vào tiền mua củi. Trong khi người nhà thì chỉ đi đào khoai đào sắn ăn qua ngày. Ở cái nhà này con sắp không sống nổi nữa rồi. Này anh bạn, tối muộn rồi, tại sao còn ra đây ngồi uống rượu một mình vậy? Chiến trận đang xảy ra, không sợ gặp phải giặc sao? Gặp phải giặc thì càng tốt, chết quách đi cho rảnh nợ. Sống nghèo sống khổ thế này thì sống làm gì? Sao vậy? Buồn chuyện gia đình sao? Cần bạn rượu chia sẻ cùng không? Có gì đáng chia sẻ đâu chứ. Nhà tôi nghèo lắm, bao nhiêu tiền đổ hết vào việc mua củi trông coi một đống lửa vô dụng, đến cơm còn không có mà ăn. Là ngọn đèn thiêng trên đỉnh núi phải không? Hóa ra anh là con trai của vị tướng nổi tiếng trong triều đánh trận nào thắng trận đó sao? Thật ngưỡng mộ quá. Ngưỡng mộ cái gì chứ? Ông ta suốt ngày đi đánh trận, đến một đồng lương quân cũng chẳng có bao nhiêu. Đúng là khốn khổ. Nhà tôi trước đây cũng nghèo lắm, may nhờ có một vị tướng quân giúp đỡ nên gia đình được khá hơn. Nay ông ấy đang có khó khăn, nhờ tôi tìm người tài.
Nếu làm được thì tiền thưởng được nhiều lắm đấy. Anh có muốn thử không? Ông ấy muốn làm gì? Anh chỉ cần dập tắt ngọn lửa trên đỉnh núi đi là được. Không được. Ngọn lửa đó mẹ ta dùng hết tâm huyết để canh giữ, không dễ gì mà dập tắt được đâu. Trời ơi, chuyện đó có khó gì? Chỉ cần ngươi nói rằng cha ngươi đã tử trận, bà ta còn đâu tâm trí để ý đến ngọn lửa nữa. Lúc đó ngươi muốn làm gì chẳng được. Điều này... chỉ là một lời nói dối nhỏ nhỏ mà thôi. Cha ngươi đâu có chết thật đâu. Hãy nghĩ về số tiền này đi. Nó đủ để cho ngươi sống sung túc cả đời đấy. Mẹ ơi! Cha! Sao con về sớm vậy? Tối nay có lẽ trận chiến bắt đầu rồi. Phải canh ngọn lửa thật kỹ đó con. Mẹ ơi! Cha đã... Con lấy cái mũ này ở đâu vậy? Đây chính là mũ của cha con mà. Lúc con vào rừng đã gặp một đoàn quân của địch vừa từ chiến trường về. Trên ngựa của chúng con thấy cha đang nằm đó. Chiếc mũ này rơi từ trên người cha xuống. Con sợ quá, chỉ dám nhặt mũ đem về. Trời ơi, trời ơi, ông không còn nữa thì tôi sống làm gì? Mẹ, mẹ làm gì thế? Ông ơi, tôi đi theo ông đây. Mẹ! Ngọn lửa sắp tắt, không biết có chuyện gì với mẹ con bà ấy ở nhà không? Sao tự nhiên lòng ta thấy bất an quá. Ngọn đèn sắp tắt rồi, trời giúp ta rồi. Lần này ngươi làm được công lớn rồi, ta nhất định sẽ trọng thưởng. Nhanh lên đó thông báo cho hắn chuẩn bị đi nhận xác của cha mình đi. Tuân lệnh. Toán quần đó bị giặc vây rồi, cha ngươi cũng sắp bị giặc bắt rồi. Sao anh lại lừa tôi chứ? Người đúng là ngây thơ quá. Nhưng bây giờ biết cũng đã quá muộn rồi. Con mù quáng vì đã tin lời dặn. Để bây giờ mẹ phải chết oan ức thế này. Mẹ yên tâm, con trai nhất định sẽ bảo vệ ngọn lửa để cha thắng trận trở về. Người con trai vô cùng hối hận, anh lấy thân mình che chắn cho ngọn lửa khỏi bị mưa dập tắt. Ngọn lửa cuốn lấy anh như một ngọn đuốc sáng bừng. Ngọn đèn thiêng vẫn cháy, chúng ta vẫn còn cơ hội. Hỡi những binh lính của ta, hãy xông lên giết sạch quân thù, đòi lại tự do dân tộc. Xông lên! Sau thắng lợi ngày hôm đó, đoàn quân thắng lợi đã kéo nhau quỳ xuống dưới chân núi, vái vọng hướng về phía ngọn lửa thiêng đã hóa đá. Người dân quanh vùng đó còn lập đền thờ tôn hòn đá là vị thần bảo vệ ngàn năm của ngọn núi đèn. Chiếc bát lửa thần. Đã lâu lắm rồi mới được trở về thành phố quê hương. Kể từ ngày ta ra đi chiến đấu cho vương quốc cũng đã mấy năm rồi. Chào anh Linh. Anh có thể giúp ta được một việc không? Ta sẽ trả cho anh rất nhiều tiền. Dạ, bà cứ nói đi. Việc gì giúp được, con sẽ giúp bà. Không dám lấy tiền công đâu ạ. Không, đó là chút tâm lòng của ta. Anh cứ việc nhận. Còn công việc ta nhờ thì rất đơn giản. Anh có nòm thấy cái cây to này hay không? Nó rỗng ở giữa đấy, nhưng phải leo lên tận ngọn cây mới thấy có lỗ mà chui vào tụt đến tận đấy. Mà ta thì đã già cả, không còn làm nổi những việc ấy nữa. Vâng, rồi sao nữa ạ?
Khi anh leo xuống dưới, anh sẽ thấy một con đường rộng, sáng trưng, thắp những hơn 100 ngọn đèn. Anh phải đi qua 3 gian phòng, có 3 con chó dữ. Chỉ cần phủ lên đầu những con chó tấm vải này, anh có thể lấy bao nhiêu tiền tùy thích. Căn phòng đầu chứa si linh, căn phòng 2 chứa bạc, và căn phòng 3 chứa vàng. Rời khỏi căn phòng, nhớ lấy cho ta chiếc bật lửa, còn tiền thì anh cứ giữ lấy mà dùng. Phải rồi, còn cái bật lửa mà bà đã nhờ lấy. Anh đã lấy được nhiều tiền vàng rồi chứ, còn chiếc bật lửa của ta đâu? Bật lửa thì đây rồi, nhưng bà định làm gì với nó hả? Không việc gì đến anh. Anh đã lấy được tiền rồi thì trả ta cái bật lửa ngay. Không, nói ngay cho ta biết bà định làm gì với nó đi. Nếu không, ta sẽ không đưa cho bà đâu. Đưa cho ta ngay, trước khi quá muộn. Không, nhỡ bà dùng nó vào việc xấu thì sao? Ê, nếu chiếc bật lửa đó không phải là vật tốt lành gì đâu, người đừng có mà giữ nó. Bắt lấy thằng bé đi, bắt lấy. Nè, sao cháu lại ăn cắp thế? Mẹ cháu hôm qua bị bệnh nặng, cháu không còn cách gì, nên đi lấy chút thức ăn về cho mẹ ạ. À, cầm lấy, từ nay đừng có dở thói ăn cắp vặt ra nghe chưa, không tốt đâu cậu bé à. Cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Dù gì cũng không phải là tiền của mình, mình không thể tùy tiện chi tiêu theo ý thích, chi bằng giúp những người bần hàn thì sẽ tốt hơn. Một thời gian sau, tự dưng lại hết mất dầu cơ chứ, chẳng còn chút đèn đóm nào, tôi ôm hết cả lên. À, phải rồi, còn chiếc bật lửa. Xin thưa chủ nhân, ông muốn sai gì tôi? Gì thế này? Cái bật lửa thần diệu quá, ta muốn sai gì cũng được ư? Vâng, thưa chủ nhân. Vậy trước mắt hãy cho căn phòng này ngập tràn ánh sáng xem sao. Ta sai việc gì ngươi cũng làm được hả? Vâng, thưa chủ nhân. Ta nghe nói công chúa của vương quốc có nhan sắc tuyệt trần. Nếu có thể được, người có thể mang công chúa đến đây gặp ta mỗi đêm không? Hả? Ta đang ở đâu? Người là ai? Đừng sợ thưa công chúa, thần chỉ là một anh lính hèn mọn, có mong ước được chiêm ngưỡng dung nhan của người thôi. Người có thể trò chuyện với thần một chút được không? Thần biết rất nhiều câu chuyện thú vị, có thể hầu chuyện người ạ. Bẩm quốc vương, không hiểu sao suốt đêm nay, đêm nào thần và công chúa cũng biến mất, và sáng ngày ra công chúa lại hiện ra như không có chuyện gì xảy ra. Thần hỏi thế nào công chúa cũng không có nói. Có kẻ nào có âm mưu bắt cóc công chúa về đêm ư? Phải tìm ngay kẻ đó ra cho ta. Thiếp có kế này, thiếp sẽ lấy một ít bột mịn bỏ vào chiếc túi thơm bên ngoài của công chúa, sau đó ta sẽ chọc một lỗ thủng, công chúa đi đến đâu bột sẽ rơi ra đến đó. To gan, người dám bắt cóc công chúa ư? Oan quá, xin cho tôi được giải thích đôi lời ạ. Không được, quốc vương đã ra lệnh tống người vào ngục tối chờ ngày tử hình. Chào chú, chú còn nhớ cháu không? Cậu bé hồi xưa được chú cho tiền đấy ạ. Cháu nghe tin chú gặp nạn nên đã tìm cách trèo vào đây. Thật ư, cháu có thể giúp ta một việc được không? Tất nhiên rồi ạ, chú nói đi. Ở dưới gầm giường, trong tay nải của chú có một cái bật lửa, cháu hãy mau mang đến và nhờ người mang vào cho chú nha. Được ạ, chú chờ cháu. Người sẽ bị xử tử vì tội bắt cóc công chúa. Cầu xin nhà vua cho thần được hút một tẩu thuốc trước khi bị hành hình ạ. Được, ta đồng ý. Xin chủ nhân sai khiến, hãy giúp ta thoát khỏi đây. Xin phụ vương, anh ấy cũng chưa từng làm tổn hại con. Con thực sự đem lòng yêu mến anh ấy. Xin người hãy lắng nghe câu chuyện của anh ấy kể lại đi ạ. Anh lính bèn kể hết câu chuyện cho nhà vua và mọi người nghe về chiếc bật lửa thần và mụ phù thủy. Xin quốc vương hãy giúp anh ấy. Anh ấy là người tốt, anh ấy hay giúp đỡ người nghèo. Đúng rồi, anh ấy là một người tốt bụng. Anh ta là một người tốt bụng, không hề tham lam của cải của người khác. Hãy thả anh ta ra theo nguyện vọng của dân chúng, và ta sẽ gả con gái yêu quý của ta cho anh lính.
Vài tháng sau, tiệc cưới giữa anh lính tốt bụng và cô công chúa xinh đẹp được diễn ra trong vòng 8 ngày. Tất nhiên là chú chó cũng có chỗ trên bàn tiệc và luôn vẫy đuôi chào mừng mọi người đến tham dự hôn lễ. Sự tích tục bắt vợ của người Mông. Ngày xưa, trong một thung lũng heo vắng, có một bản khá đông đúc của đồng bào người Mông sinh sống. Trong bản đó, có một đứa bé khoảng chục tuổi, mồ côi cả bố lẫn mẹ. Hằng ngày, nó làm việc cho các nhà trong bản kiếm cơm ăn. Mọi người đều gọi nó là Mí Tu. Ai đấy? Này Mí Tu, cháu không biết ta là ai à? Ta là ông của cháu đây. Không, Mí Tu không biết ông đâu. Đúng, ta là ông của Mí Tu thật mà. Ta đã chết từ lúc Mí Tu chưa được nhìn cái sáng, nên Mí Tu không biết đó thôi. Ông là ai mà nói không trúng cái lý? Ông đã chết từ lâu rồi, làm sao còn nói được? Mí Tu không tin đâu. Ông sống lại để giúp Mí Tu mà. Ông muốn cho Mí Tu có nhiều con trâu, con lợn, con gà, có cái nhà to và có quần áo đẹp thật mà. Đúng là ông có Mí Tu, sao ông không ra mà còn trốn trong bụi? Ông trời cho ông làm con hổ nên ra thì Mí Tu sẽ sợ mà. Nếu con hổ là ông của Mí Tu thì cứ ra với Mí Tu đi, Mí Tu sẽ không sợ đâu. Đêm xuống, Mí Tu dần tỉnh. Mí Tu bình tĩnh lại, dần dần hết sợ và ngồi dậy chuyện trò cùng ông hổ. Từ ngày đó, Mí Tu ở lại hang sống cùng với ông hổ. Ngày ngày, hai ông cháu quấn quýt bên nhau. Thấm thoát đã mấy mùa cây to ở cửa hang thay hoa đổi lá. Mí Tu cũng đã lớn khôn. Mí Tu được ông dạy làm nương, trồng lúa, ngô, khoai, sắn. Mí Tu à, cháu đã cứng cái chân, khỏe cái tay, cái đầu đã biết nhiều việc hay việc đúng, nên lúc phải lấy vợ cho cháu thôi. Ở hang nhiều ngày không quen ai thì biết lấy ai làm vợ hả ông? Được rồi, ông sẽ đưa về cho Mí Tu một người con gái đẹp để Mí Tu làm vợ. Chiều hôm sau, ông hổ cõng về cho Mí Tu một người con gái. Sau khi được Mí Tu săn sóc, cô gái đã hồi tỉnh. Biết được mọi chuyện, cô chỉ ôm mặt khóc sướt mướt. Nó không ưng cái bụng làm vợ mày rồi, để ông mang nó trả về chỗ cũ, rồi ông lại đưa đứa khác về. Sau cơn kinh hoàng, cô gái hồi tỉnh, được Mí Tu kể lại ngọn ngành mọi chuyện. Thấy Mí Tu là người con trai hiền lành, khỏe mạnh, biết làm nương giỏi, Sùng Mi ưng bụng làm vợ của Mí Tu. Chẳng bao lâu, đã qua hai lần con trăng mọc rồi lặn, Sùng Mi thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ các em. Sùng Mi nhớ nhà phải không? Vợ chồng mình xin phép ông hổ cho về thăm nhà và ra mắt họ hàng Sùng Mi nha. Đến đầu bản, ông hổ dừng bước bảo Mí Tu và Sùng Mi vào nhà trước, còn ông sẽ ở lại hang. Bố mẹ à, mở cửa đi, con về đây rồi. Sùng Mi về đây mà. Ai hỏi đấy, Sùng Mi không còn đâu, nó đã bị con thú trên rừng bắt đi mất rồi. Không đúng đâu, Sùng Mi vẫn còn sống đây mà. Con đã lấy chồng, chồng con cùng về thăm bố mẹ thật đây mà. Không, con Sùng Mi nhà tao đã bị thú rừng bắt rồi. Chúng mày là người hay hồn ma? Đúng là con thật mà. Cô thổi bài hát quen thuộc mà trước đây cô vẫn thường thổi cho cả nhà cùng nghe. Mọi người đã nhận ra đúng là Sùng Mi thật. Câu chuyện Sùng Mi, con gái ông Sùng Thào, được bắt làm vợ chẳng mấy chốc đã lan rộng khắp bản. Dân bản đều hết thảy chung vui. Họ hối hả giúp gia đình ông cùng làm đám cưới cho Sùng Mi và Mí Tu.
ông Sùng Thào cùng dân bản và hai vợ chồng Sùng My vào rừng đón ông Hổ ra chung vui cùng đôi vợ chồng trẻ. Nhưng khi họ đến cái hang ông Hổ và Mí Tu từng sống thì ông Hổ không còn sống nữa. Ông ơi, sao ông không sống cùng cháu nữa? Ông sống lại đi ông, Sùng My còn muốn được chăm sóc cho ông nhiều nữa. Thật kỳ lạ, xác ông Hổ dần biến thành xác một ông già, tóc trắng, nước da đỏ hồng, thật hiền và đẹp. Lo mai táng cho ông xong, Mí Tu và Sùng My thu dọn cái hang thật ngăn nắp, rồi đem hết của cải, tiền bạc, ngô thóc trở về sống với bố mẹ và dân bản. Cũng từ đó, câu chuyện Sùng My được bắt làm vợ lan rộng khắp từ bản gần đến bản xa. Trai gái người Mông đến tuổi xây dựng gia đình cũng hò hẹn nhau, rồi dựng chuyện giả bắt nhau trước ngày cưới. Lâu dần, chuyện trở thành tục lệ của người Mông trước khi xây dựng hạnh phúc đôi lứa. Địa chủ, nhà thơ và tiền. Ngày xưa, ở một vùng quê nọ, có một tên địa chủ ngu dốt, keo kiệt nhưng lại rất sĩ diện. Một ngày, thị trấn bên cạnh tổ chức lễ hội, trưởng trấn cho mời những nhà hảo tâm đến dự. Dù chỉ miễn cưỡng bỏ ra một số tiền nhỏ, nhưng địa chủ nọ vẫn được mời tới. Chúng cháu xin được biểu diễn một bài đồng dao tự sáng tác ạ. Ông của chúng con, dáng người to con, tính tình hiền hậu. Thơ gì mà kỳ quái thế chứ? Ông không biết sao, bọn trẻ làm thơ ca ngợi trưởng trấn của chúng ta đấy. Chúng rất yêu quý ông ấy, vì ông ấy đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của thị trấn này. Người ta cũng muốn được ca ngợi như thế. Bài thơ vớ vẩn mà bao người trầm trồ. Nếu ta cũng có một bài thơ thật hay, thì hẳn tất cả mọi người sẽ học theo. Ủa, có việc gì mà ông địa chủ lại quá bộ sang đây ạ? Tôi qua thăm anh không được hay sao? Dạ, không dám, mời ông vào nhà. Chết thật, sao anh có thể sống trong ngôi nhà tồi tàn thế này chứ? Tiền làm thơ chẳng đáng là bao, âu cũng vì trót yêu những phần thơ, nên tôi đành có bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu thôi. Thế à, anh có muốn kiếm tiền không? Một khoản tiền lớn hẳn hoi. Làm sao kiếm được ạ? Chuyện là thế này, ta muốn anh sáng tác cho ta một bài thơ, ta sẽ trả công cho anh 50 đồng bạc. Ngài muốn bài thơ về chủ đề gì? Chính ta, hãy viết bài thơ ca ngợi những đức tính tốt đẹp của ta. Hả? Đức tính tốt đẹp của ngài ư? Sao hả? Tôi không biết mình có đủ năng lực để viết bài thơ như thế không? Chỉ một bài thơ thôi, và những đồng bạc này sẽ là của anh. Việc đó hoàn toàn trong khả năng của anh mà, phải không? Bao lâu nay ta sống trong thiếu thốn, nay cơ hội ở ngay trước mắt, chẳng lẽ lại bỏ qua? Nhà thơ thì cũng phải sống chứ. Được, giờ tôi nhận lời. Có thể chứ, ta sẽ chờ bài thơ của anh, viết cho hay vào nha. Thế là nhà thơ vận dụng hết khả năng của mình để viết ra một bài thơ ca ngợi địa chủ. Tiếng cười rộn rã muôn nơi, ngài đem câu hát ấm no cho người. Công lao ngài tựa biển khơi, ghi lòng tác giả trọn đời sắc son. Hay, nghe mà sướng cả người. Ngày mai ta mở kho lúa, người cho chép bài thơ làm nhiều bản, rồi phát kèm cho đám nông dân, bảo chúng theo đó mà đọc. À vâng, thưa ông. Người cứ về nhà, đợi ta kiểm lại kho, rồi sẽ sai gia nhân mang bạc sang sau. Vâng ạ. Địa chủ mở kho, nhưng chỉ phát cho mỗi người một chén lúa nhỏ, và không quên kèm theo tờ giấy chép thơ. Sau hôm đó, địa chủ thường xuyên ra đường nghe ngóng, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai đá động đến bài thơ đó cả. Ngày mùa vui đang đến, lúa mạch chín đầy đồng, nhuộm vàng trên thân xóm, sáng ngời đôi mắt trong.
Này, sao tụi bay không đọc bài thơ mới hả? Bài thơ nào thưa ông? Bài thơ nói về ta đó. Bài thơ ấy chán quá, chúng cháu làm sao mà đọc nổi chứ? Hả? Cái gì? Chán ư? Ai cũng bảo là chưa từng thấy bài thơ nào ngớ ngẩn đến như vậy hết. Ngươi là tên bất tài, bài thơ của nhà ngươi quá dở, làng trên xóm dưới không một ai thèm đọc cả. Nhưng chính ngài đã nói bài thơ đó rất hay kia mà. Lúc đó ta xem chưa kỹ, nhưng chắc chắn là nó rất chán, bằng chứng là không một ai thích cả. Nhưng tôi đã làm hết sức của mình rồi thưa ông. Nếu vậy thì đừng hòng ta trả cho ngươi một xu nào. Chỉ vì muốn kiếm tiền mà ta mất bao công sức viết ra một bài thơ trái với lương tâm, bài thơ không ai thèm đọc, giá trị của ta chỉ có thế thôi sao chứ? Chỉ trong một đêm, nhà thơ đã sáng tác ra một bài thơ hoàn toàn mới về ông địa chủ. Ngoài kia có cái gì mà ồn ào thế hả? Dạ thưa ông, khắp xóm làng đang lan truyền bài đồng dao mới ạ. Hả? Bài đồng dao mới? Bài nào chứ? Dạ, bài đồng dao nói về ông đấy ạ. Địa chủ làng tôi, ai ai cũng biết, tham lam nước tiếng, keo kiệt bần tiện. Ai dạy các ngươi hát như vậy hả? Chúng cháu hát theo bài đồng dao nhà thơ mới sáng tác đấy ạ. Ai cũng thích nên chỉ đọc một lần là thuộc ngay. Địa chủ làng tôi, ai ai cũng biết, tham lam nước tiếng, keo kiệt. Từ sau hôm đó, địa chủ đi đến bất cứ đâu, tiếng thơ lột tả thói xấu của hắn lại văng vẳng bên tai, khiến hắn vô cùng xấu hổ. Người hãy cầm số tiền này rồi rút lại bài thơ đó ngay. Tôi không thể làm được, vì mọi người đều thuộc lòng nó rồi. Ông vẫn không hiểu vì sao bài thơ ca ngợi ông thì không ai thèm đọc, trong khi bài thơ chê bai ông thì ai ai cũng thích hay sao chứ? Nếu ông muốn có bài thơ đẹp về mình thì hãy là một con người biết sống đẹp, sống vì người khác trước đi. Địa chủ không thể cấm được tất cả mọi người, hắn đành bịt tai ở lì trong nhà nhiều ngày, không dám ra ngoài vì bài thơ vẫn vang lên khắp xóm làng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.